Xin chào tất cả các anh chị, mình là Mùi Phin đây. Và ngày hôm nay thì Mùi Phin sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị cách dùng tinh dầu xả tại nhà. Xin dầu xả tại nhà. Tại vì trong cái thời đại dịch corona này, thì khi mà chúng ta ra ngoài có những cái tinh dầu xả, hay là có những cái nước rửa tay khô, hay là tinh dầu tràm, thì đó là một cái vũ khí, được coi như là một cái vũ khí để phòng bệnh khi chúng ta ra ngoài, đúng không ạ? Nên là Phin đây là tinh dầu xả của nhà Phin, chị dâu của Phin tự nấu bằng thủ công. Và mình sẽ đựng vào một cái chai xịt như thế này. Đấy, có cái chai xịt như thế này. Tại vì các bạn biết là thời điểm như thế này là để mua được những cái chai theo như ý của mình thì rất là khó khăn. Đây là những cái chai mà năm ngoái mình đã mua và còn vài trăm chai thôi, mình sẽ tận dụng để đựng tinh dầu xả cho các bạn. Đây là 100ml nhé. Với cách dùng của Phin là khi mà chúng ta ra ngoài thì Phin sẽ bấm xịt vào bàn tay, lòng bàn tay một cái. Sau đó là Phin xoa tay và Phin xoa khắp quần áo và xoa qua khẩu trang, dùng cái tinh dầu xoa khắp quần áo, xoa qua khẩu trang, xoa người. Đó, thì đấy là cách Phin dùng khi mà Phin ra ngoài. Và còn một cái nữa là khi mà chúng ta ở nhà chúng ta dùng thì khi mà lau nhà, Phin lau nhà sạch sẽ rồi thì Phin xịt một hai giọt này thì vào với cái chổi lau nhà và làm ướt, là Phin lau nhà rất là thơm tho và giúp sạch vi khuẩn. Còn một cách dùng là khi mà chúng ta cho cái tinh dầu xả này vào với cái đèn sông, cho 2-3 giọt vào đèn sông thì khi mà cắm điện vào nó cũng rất là thơm. Và có thể là chúng ta sẽ dùng, và nếu mà có điều kiện hơn thì chúng ta sẽ mua những cái máy khuếch tán tinh dầu, thì chúng ta cho 5-8 giọt vào cái máy khuếch tán thôi, thì khi mà nó khuếch tán ra nó rất là thơm, nó tỏa ra cái mùi thơm rất là thơm ở trong phòng và giúp sạch không khí, giúp diệt khuẩn và giúp làm sạch không khí và giúp đuổi côn trùng, đuổi ruồi, đuổi muỗi. Đó, thì một cái cách Phin hay dùng để giải cảm đó là khi mà chúng ta không may mà chúng ta ra ngoài chúng ta bị lạnh, bị cảm, bị ho, bị sốt, đúng không ạ? Thì chúng ta đun một cái nồi nước, sau đó là xịt 2-3 lần vào cái nồi nước, xịt cái tinh dầu này 2-3 lần vào cái nồi nước đi. Sau đó là chúng ta dùng cái khăn mỏng trùm kín người và đặt cái nồi nước trước mặt, để lúc đó là chúng ta hít hà hơi để hít cái tinh dầu vào trong cơ thể của mình, thì các bạn sẽ cảm thấy rất là sảng khoái và dễ chịu khi mà ta xông hơi 5 phút 10 phút xong là toát mồ hôi, thì ta sẽ lau khô mồ hôi bằng với khăn khô và tắm nước ấm, thì ngày mai các bạn sẽ thấy thoải mái. Và nếu như mà bé mà dùng tắm, cái này là trẻ em có thể tắm được, nhưng mà vì là tinh dầu hoàn toàn nguyên chất nên là nó sẽ có vị cay, nên mà nếu mà các bạn dùng cho bé tắm ấy thì dùng ít thôi, chỉ dùng một giọt thôi mà pha với nước ấm và pha loãng vào một chậu nước thì cho bé tắm nhá. Bé nhà mình 4 tuổi mình cũng pha cho bé tắm, nhưng mà mình pha số lượng rất là ít đó. Còn khi mà chúng ta dùng cái tinh dầu này làm sạch cái nhà bếp hay là tất cả những cái vận dụng là mình muốn làm sạch, thì đây một cái có cái chai xịn nó rất là tiện. Khi mà cái nắm cửa thì chúng ta sẽ xịt vào nắm cửa và dùng, chúng ta có thể dùng là khăn lau, khi mà xịt nắm cửa thì có thể là dùng khăn để lau lại sạch sẽ, hoặc là dùng giấy, dùng khăn ướt đều được. Như Phin là về bếp ga, về mặt kính, các đồ dùng khi muốn làm sạch là Phin xịt một chút lên, sau đó là Phin sẽ dùng khăn ướt để lau qua là nó rất là sạch sẽ. Đó, đây là một số cách để chúng ta dùng trong dùng tinh dầu tại nhà. Thì tất nhiên là về tinh dầu thì nó có rất là nhiều công dụng, và bản thân Phin thì Phin hay dùng tinh dầu cho cái việc giúp mọc tóc và giúp cái tóc của mình chắc khỏe và bóng. Thì khi mà Phin gội đầu xong ấy, thì mình xả sạch sẽ hết rồi thì mình xịt một giọt vào trong cái lòng bàn tay này. Phin sẽ cho một lượng nước để làm tan cái này. Sau đó là Phin xoa khắp cái đầu mình và massage. Khi mà massage liên tục như vậy khoảng 5 phút 10 phút là khi Phin massage như vậy thì Phin sẽ không xả lại nước nữa. Tóc rất là mềm mượt và còn có tác dụng là chống rụng tóc nữa. Thì về tinh dầu xả thì nó còn có rất là nhiều công dụng nữa. Nếu mà các bạn có những cách dùng mà
Các bạn có muốn thêm những cái dùng thì các bạn có thể tham khảo trên Google nha, tham khảo thêm nhé. Và Phin xin chào và Phin xin phép kết thúc livestream tại đây. Và nếu như các bạn muốn Phin muốn không muốn bỏ qua là những cái video của Phin thì hãy đăng ký kênh của Phin ngày hôm nay. Và tôi là Lý Mù Phin và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.